từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Hoàng Long kính chào quý vị. 21 sinh viên Việt Nam nhiễm COVID-19 tại một ký túc xá ở Hàn Quốc. Vụ sòng bạc trăm tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy công an bảo kê tội phạm. Mỹ định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam là một trong hai nước bị Bộ Tài chính Mỹ định danh là nước thao túng tiền tệ vào ngày thứ Tư, trong một trong những hành động cứng rắn cuối cùng của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Tài chính cho biết đến tháng 6 năm 2020, cả Việt Nam và Thụy Sĩ đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn chặn các điều chỉnh cán cân thanh toán hữu hiệu. Hơn nữa, trong báo cáo thao túng tiền tệ bán niên, Bộ Tài chính cho biết Việt Nam cũng đã hành động để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Các nhà phân tích ngoại hối trước đó đã dự đoán bước đi này của Mỹ đối với hai quốc gia. Hành động này diễn ra khi đại dịch virus corona toàn cầu làm lệch dòng chảy thương mại và làm gia tăng thâm hụt của Mỹ với các đối tác thương mại, một điều khiến ông Trump khó chịu. Ông Trump đắc cử cách đây 4 năm một phần nhờ lời hứa thu hẹp khoảng cách thương mại của Mỹ. Để bị xem là nước thao túng tiền tệ, các quốc gia ít nhất phải có thặng dư thương mại song phương với Mỹ hơn 20 tỷ đô la, can thiệp ngoại tệ vượt quá 2% tổng sản phẩm quốc nội và thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu vượt quá 2% GDP. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát đồng cấp truy tố một cựu sĩ quan cảnh sát hình sự cùng 14 người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ việc một lần nữa làm dư luận lo ngại về nạn bảo kê tội phạm trong ngành công an. Truyền thông trong nước ngày 16 tháng 12 cho hay cựu sĩ quan cảnh sát bị Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố là nguyên thượng úy Đoàn Hồng Phúc, 38 tuổi, từng giữ chức phó trưởng công an phường 6, quận 6 trước khi bị bắt. Tin cho hay sòng bạc, một căn nhà ở quận Tân Phú do ông Phúc đứng ra thuê từ tháng 9 năm 2019, bị công an phát hiện vào ngày 5 tháng 5. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến khoảng 133 tỷ đồng, theo kết quả điều tra được truyền thông đăng tải. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn sòng bạc hoạt động cũng là lúc ông Phúc còn nắm chức đội phó hình sự quận Tân Phú, có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm ở quận. Nhưng ông ta bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cộng tác làm ăn với những người cờ bạc chuyên nghiệp. Cuộc điều tra của Công an thành phố xác định rằng bị can Phúc có hành vi bảo kê, góp tiền tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, các báo trong nước đưa tin. Chỉ mới cách đây hơn một tháng, báo chí Việt Nam đưa tin Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt, khởi tố 8 cán bộ công an đều của phường Phú Thọ Hòa thuộc quận Tân Phú vì bảo kê bao che cho một số người tàn trữ, buôn bán ma túy. 21 sinh viên Việt Nam đã được phát hiện nhiễm virus corona trong một vụ bộc phát tại một ký túc xá sinh viên ở Hàn Quốc, hãng tin Yonhap đưa tin ngày 16 tháng 12. Trường cao đẳng nghề Aju Motor tại thành phố Boryeong thuộc tỉnh Nam Sung Sơn ở Tây Nam loan báo ca nhiễm đầu tiên hôm thứ Hai sau khi một sinh viên Việt Nam sống tại ký túc xá xét nghiệm dương tính với virus. Nhà chức trách y tế của thành phố sau đó xét nghiệm tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, bao gồm 50 sinh viên từ Việt Nam. Trong số này, 20 người Việt Nam được xác nhận dương tính với virus gây ra dịch COVID-19. Yonhap cho biết nhà chức trách thành phố đang điều tra đường đi lại và lây nhiễm của bệnh nhân, nghi ngờ rằng vụ lây nhiễm tập thể có thể đã xảy ra do tiếp xúc gần gũi trong các phòng ký túc xá kín. Theo một số quan chức thành phố, các sinh viên Việt Nam bị nhiễm bệnh đã nấu và ăn cùng nhau trong một khu bếp riêng trong ký túc xá. Đáng chú ý, 13 trong số các sinh viên Việt Nam bị nhiễm bệnh được nói là đã làm việc bán thời gian tại một nhà hàng trên bãi biển Daejeon ở cùng thành phố vào cuối tuần gần đây, khiến chính quyền phải khử trùng cơ sở và tiến hành xét nghiệm virus cho nhân viên của họ, theo Yonhap. Sau vụ bộc phát, các biện pháp giãn cách xã hội đã được siết chặt, tương đương như ở thủ đô Seoul, thị trưởng Boryeong Kim Dong-il nói với các nhà báo. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.org
www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Mưa lũ đi qua, Huế giờ đây đối mặt với di sản thành quách lăng tẩm bị ảnh hưởng và công tác bảo tồn thêm muôn phần khó khăn trong bối cảnh dịch Covid kéo dài, khiến du khách chùng chân đến viếng xứ cố đô. Giờ thì lăng mộ lặng yên gìn giữ hình hài thuở trước, nhìn nhân gian dịch chuyển. Lăng đình đi cái trận bão nữa là sẹt đánh là bị cái đánh cái trụ biểu bị hỏng mà chưa làm lại rồi. Ở đó đấy bà cũng sơ mà hàng cũng có bị sạt lở đất đó lở đến. Thời tiết ở Huế khắc nghiệt, để rồi cuộc sống cuộn trôi, song lớp lan năm tháng vẫn động lại những dấu ấn xưa. Chúng ở đây là bị ngập vì nằm trong người vùng giống như gần ở cái trên đầu nguồn á. Bây giờ mưa nước bây giờ nó dẫn đây nhiều lắm. Hàng điều có cả năng thấp hơn lục trình chín á. Có là lăng Gia Long này thì nói chung hàng ngập những cái công trình hàng bây giờ hàng còn có gì hư hại đó. Lăng Gia Long là quần thể nhiều lăng tẩm trong Hoàng Quyến, nay thuộc địa phận Hương Thọ. Ở đây có mộ song tán của vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Một hình ảnh đẹp của sự hạnh phúc thủy chung, cổng tam quan vào điện Minh Thành đang được sửa chữa sau cơn mưa bão vừa qua. Lượng khách thời gian mà bây giờ chưa có dịch Covid á, thì lượng khách rất nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu có dịch Covid thì bây giờ lượng khách rất ít lắm. Huế thường vắng khách vào mùa mưa, nay thì vì dịch Covid nên gần như cả năm đều vắng. Lăng đình thì hàng cũng nói chung là khách cũng có thôi chứ. Về cái dịch vụ mà buôn bán thì chịu, từ dịch chưa đến có khách. Đó, cái bãi xe đó mà có xe đó. Lặng lẽ với thời gian, bất chấp mưa nắng, thiên tai, bão lũ, những lăng tẩm ở Huế trong mùa dịch Covid càng phủ thêm màu cô liêu. Để ai đó có dịp đến đây sẽ lắng nghe quá khứ vọng về cho một thuở vàng son của các vương triều xứ Việt. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Có thể một số nước nghèo phải đến năm 2024 mới có được vaccine chống Covid, theo những tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mà Reuters thấy được. Những tài liệu này cho thấy kế hoạch toàn cầu của WHO về phân phối vaccine đang đối mặt với nguy cơ thất bại rất cao, có thể bỏ mặc nhiều nước với hàng tỷ người sinh sống dễ bị virus tác hại. Chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới là một kế hoạch toàn cầu để mục tiêu tiêm chủng cho người dân tại các nước có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới. Chương trình nhắm chuyển giao ít nhất 2 tỷ liều vaccine trước cuối năm sau để tiêm chủng cho 20% những người dễ bị tổn thương nhất tại 91 nước, phần lớn ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, theo những tài liệu nội bộ, những giới chức cổ suý cho chương trình cho biết, chương trình đang gặp khó khăn vì thiếu ngân quỹ, những rủi ro về nguồn cung và những dàn xếp hợp đồng phức tạp. Tất cả những việc này khiến không thể hoàn thành các mục tiêu của WHO. Phúc Trình nói, nguy cơ thất bại cao hơn vì chương trình được thiết lập quá nhanh. Tổ chức Y tế Thế giới không hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin này. Hàn Quốc hôm 16 tháng 12 báo cáo kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID hàng ngày, giữa lúc các giới chức y tế đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để thi hành các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, ngăn chặn virus lây lan. 1.078 ca được Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận, nâng tổng số các ca trên toàn quốc lên thành 45.442. Số tử vong ở mức 612 sau khi có thêm 25 bệnh nhân COVID chết trong 48 giờ qua, hai ngày có nhiều người chết nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Giới hữu trách cho hay, 226 trong số 11.883 bệnh nhân đang trong tình trạng hiểm nghèo hay nguy kịch. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong lúc lo ngại ngày càng tăng về khả năng thiếu thốn tại bệnh viện. Giới chức Bộ Y tế cho hay đang thảo luận về việc có nâng cao hạn chế giãn cách xã hội lên mức cao nhất là cấp 3 hay không. Việc này có thể bao gồm các biện pháp
như cấm tụ tập hơn 10 người, đóng cửa những cơ sở kinh doanh không cần thiết và yêu cầu các công ty tăng nhân viên làm việc ở nhà. Những chùm lây nhiễm mới đang xuất hiện khắp mọi nơi, kể cả nhà thờ, bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn, trường học, tiệm ăn, các đơn vị quân đội và nhà tù. Quân nhân, nhân viên y tế dân sự và những người đáp ứng khẩn cấp tình nguyện nằm trong số những người đầu tiên nhận được vaccine chống COVID hôm 14 và 15 tháng 12, trong lúc Mỹ mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine vừa mới được chấp thuận của Pfizer và BioNTech. Việc phân phối vaccine do công ty Pfizer và đối tác Đức BioNTech bào chế bắt đầu vào ngày 14 tháng 12, 3 ngày sau khi được chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp tại Mỹ, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống đại dịch đang hàng ngày cướp đi mạng sống của hơn 2.400 người. Trung úy J.G. Catherine Sedeyut, y tá tại khoa cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế San Diego ở California, là người đầu tiên trong cơ sở này được tiêm vaccine trên cánh tay. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay dự trù sẽ tiêm chủng theo từng giai đoạn. 43.875 liều vaccine ban đầu cho những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe, giữ gìn an ninh quốc gia thiết yếu và những người có nhiều nguy cơ bị nặng vì COVID, rồi sau đó sẽ tới các thành viên khác trong bộ. Những địa điểm phân phối đầu tiên do lực lượng đặc nhiệm COVID của Bộ Quốc phòng chỉ định từ danh sách các địa điểm do quân đội và tuần duyên đề nghị. Đây là giai đoạn đầu của 3 giai đoạn chuyển giao vaccine cho hơn 1,3 triệu quân nhân hiện dịch, trừ bị và nhân viên dân sự quốc phòng. Hàng trăm ngàn người sẽ được tiêm vaccine chống COVID trong chiến dịch tiêm chủng, dự trù sẽ tới được công chúng trong những tháng tới. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16 tháng 12 tuyên bố hài lòng vì Tổng thống Donald Trump sắp ra đi, nhưng không phấn khởi về chuyện ông Joe Biden sắp nhậm chức Tổng thống tân cử của Mỹ. Chính quyền Trump đã đưa ra một loạt hành động mạnh mẽ chống lại Iran. Ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, một dấu ấn thành tựu về chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Barack Obama. Kể từ đó, chính quyền Trump đều đặn gia tăng áp lực lên Iran, tái áp đặt một loạt các chế tài rộng rãi và có những hành động khác, trong đó có việc hạ sát người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại phi trường ở Baghdad năm nay. Hành động này, cùng với những cuộc tấn công trả đũa chống lại các phân tử dân quân do Iran yểm trợ ở Iraq, tăng cường chế tài những lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Liban và Yemen, và mới đây là việc hạ sát một khoa học gia hạt nhân Iran bên ngoài Tehran, đã để lại cảm giác là ông Trump tìm cách gây khó khăn cho ông Biden khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2021. Ông Biden cho biết ông muốn tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân 2015, nhưng sẽ cải thiện và mở rộng thỏa thuận. Nga ngày 16 tháng 12 bác bỏ những phát hiện từ một cuộc điều tra chung của báo giới cho thấy đã xác định được những sát thủ an ninh quốc gia Nga đứng đằng sau vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny. Chính phủ Nga gọi đây là một câu chuyện khôi hài. Chúng tôi đã quá quen với sự kiện là Mỹ và những nước phương Tây khác đưa ra những cáo buộc mới chống lại Nga trên báo chí, dù là tin tặc hay là những tiết lộ về việc đầu độc ông Navalny 2 hay 3 lần. Ông Navalny hôm 14 tháng 12 tuyên bố, vụ đầu độc ông đã được giải quyết sau khi một cuộc điều tra chung của truyền thông xác nhận một toán sát thủ của cơ quan an ninh Nga FSB có thể hạ độc ông, những người đã theo dõi ông trong nhiều năm. Cuộc điều tra do Bellingcat và hãng tin Nga The Insider hợp tác với CNN và tạp chí Đức Der Spiegel thực hiện. Điện Kremlin đã liên tục bác bỏ bất cứ gợi ý nào cho rằng nhà cầm quyền Nga tìm cách giết ông Navalny, một trong những người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin nổi tiếng nhất. Ông Navalny, 44 tuổi, thình lình ngã bệnh trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào tháng 8 năm nay. Sau đó, ông được đưa sang Đức để chữa trị, nơi ông đang được phục hồi. Trong một căn phòng nhỏ ngoại ô thủ đô Washington DC, những chương trình phát thanh dành cho người cao niên trong khu vực vẫn đang đều đặn được các tình nguyện viên thực hiện. Chương trình hôm nay, ngoài phần tin tức chung liên quan đến tình hình COVID, kế hoạch tiêm vaccine cho các đối tượng khác nhau trong thời gian tới và một số tin tức khác, thì tất nhiên còn có phần thông tin liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, xin trợ cấp nhà ở hay các chương trình hỗ trợ cộng đồng khác nhau của chính quyền các địa phương. Trong cái mùa dịch đó, thì cái việc mà đưa những cái thông tin cụ thể tới cho mọi người nó rất là khó khăn. Vì mình không có gặp nhau và mình không có thể nói được với mọi người theo cái kiểu mà rỉ tai hay là gì đó. Thì
Khi mà gặp nói chuyện với anh Hoàng Long thì cũng muốn rằng là mình có một cái kênh thông tin để mà đưa tới cho mọi người qua cái phone. Thì ban đầu thì chương trình nó chỉ có 2 ngày và 1 tuần thôi. Trong đó thì chủ yếu là cung cấp những cái thông tin liên quan, thông tin chung mà liên quan tới cộng đồng. Ví dụ như những cái thông báo nhắc nhở mọi người, những người lớn tuổi. Nếu mà trẻ những cái đợt mà xin housing hay gì đó thì mình có thể là mình sẽ giúp người ta để người ta nhắc người ta nhớ lại. Khu vực thủ đô Washington DC là nơi có nhiều người Việt sinh sống với ước tính trên 60.000 người. Trong đó có một số lượng không nhỏ là những người cao niên vốn không thông thạo tiếng Anh. Vì thế những kênh thông tin bằng tiếng Việt là rất quan trọng. Cùng với những chương trình giúp đỡ về lương thực thực phẩm, hỗ trợ các thủ tục hành chính và pháp lý khác nhau, thì những chương trình phát thanh tiếng Việt như thế này thực tế đã giúp người cao niên gốc Việt có thêm một kênh thông tin và đem lại cảm giác gần gũi, thân mật, đặc biệt là đối với những người cao niên neo đơn. Cái này không phải làm nhất thời trong cái thời Covid này thôi, nhưng mà sau này cái sự nhu cầu của các cụ cũng cần thiết, thì mình cũng tiếp tục cái chương trình như này, mà chương trình nó sẽ có thể nhiều hơn nữa. Như vấn đề là anh em cũng bàn tính là nói thêm vấn đề sức khỏe mấy cụ, những cái điều mà cần thiết mấy cụ cần phải chú ý tới tuổi già, hoặc là chương trình lịch sử, thì mình thêm một số chương trình nữa, thì cực anh em thôi, thật sự là vậy, anh em cũng trên tinh thần tình nguyện. Trước mắt thì chương trình đang tiếp tục tăng cường thêm thời lượng phát nhạc quê hương và ngâm thơ để tăng thêm tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người cao niên, đặc biệt là trong mùa dịch Covid khi các cụ phải hạn chế tiếp xúc và ra đường. Bên cạnh những chương trình hỗ trợ lương thực thực phẩm hay suất ăn nóng miễn phí mỗi dịp cuối tuần trong mùa dịch, thì những chương trình phát thanh bằng tiếng Việt dễ tiếp cận qua điện thoại di động dần sẽ trở thành một món ăn tinh thần đáng quý dành cho những người cao niên gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Dù biển là loại động vật xưa nhất mà loài người biết đến, dù đã có mặt trên hành tinh của chúng ta hơn 100 triệu năm, và là loài động vật chỉ dấu, một ví dụ tốt về những gì xảy ra cho các hệ thống sinh thái biển của chúng ta. Tất cả các loại rùa biển tại Hoa Kỳ đều được xếp loại là động vật hoặc có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đang bị đe dọa. Và chúng ta muốn đảm bảo rằng loài động vật này sẽ không bị tuyệt chủng trong thời đại của chúng ta. Bệnh viện rùa tọa lạc tại trung tâm của vùng Florida Keys. Trong 30 năm qua, bệnh viện này đã giải cứu, điều trị và đưa chúng trở lại môi trường hoang dã. Không những chúng tôi điều trị cho những con rùa bị bệnh hoặc bị thương, nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều. Fibropapillomatosis là một loại virus gây ra những ung nhọt kinh khủng này. Hơn 50% số rùa xanh tại và xung quanh Florida Keys mắc phải chứng này. Chứng bệnh này chỉ được phát hiện quanh những vùng đất đã phát triển. Một cuộc nghiên cứu khoa học được Đại học Hawaii công bố năm 2014 liên kết các vườn trồng dứa với sự gia tăng của chứng bệnh này ở loài rùa biển xanh. Con rùa này được tiêm thuốc mê và những khối u được cắt đi bằng tia laser CO2.
Tiến trình hồi phục của con rùa Kiki có thể kéo dài một vài tháng. Một khi rùa đã lành lặn, không còn ung nhọt, chúng tôi giữ chúng lại tại bệnh viện rùa trong thời gian từ 6 tới 12 tháng để đảm bảo ung nhọt không tái phát. Chúng tôi muốn bảo đảm chúng đã hồi phục và mạnh khỏe, hồi phục được lượng máu cần thiết trước khi đưa chúng về môi trường sinh sống ở ngoài biển. Trung bình chúng tôi cứu được khoảng 100 con rùa mỗi năm. Thật đáng tiếc là đa số các con rùa đều bị thương do tác động của con người. Không những chỉ bị tàu đâm, mà chúng tôi thấy có nhiều con rùa bị vướng vào các thiết bị đánh cá, như lưới đánh cá hay dây thừng bị bỏ lại chẳng hạn. Chúng ta thực sự có thể thấy rõ tác động của chúng ta, loài người, đối với các đại dương của chúng ta. Cuộc bầu cử năm 2020 vẫn chưa kết thúc. Chuck Schumer, Nancy Pelosi, you're not gonna take Georgia. It's ours. Hai cuộc đua vào thượng viện ở Georgia không có chiến thắng đa số tuyệt đối vào ngày 3 tháng 11, nên các cử tri sẽ lại đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng Giêng. Ứng viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock và John Ossoff cố gắng giành ghế của đảng viên Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue. Những thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đương nhiệm này cảm thấy nghiễm nhiên được quyền có một chiến thắng dễ dàng. Cho đến nay, Đảng Cộng hòa đã giành được 50 ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ giành được 46 ghế, cùng với hai ứng viên độc lập thường bỏ phiếu theo đảng này. Hai cuộc bầu cử đặc biệt ở Georgia có nghĩa là nếu Đảng Dân Chủ có thể giành được cả hai ghế đó, đó sẽ là tỷ lệ hòa 50-50 và hiến pháp chúng ta quy định rằng Phó Tổng thống sẽ chủ tọa Thượng viện. Có nghĩa là Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris khi đó sẽ là người có lá phiếu quyết định tại Thượng viện, tạo ra một con đường hẹp cho chương trình lập pháp của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Rõ ràng là sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có tỷ lệ hòa trong Thượng viện. Điều đó có nghĩa là Phó Tổng thống này trở nên cực kỳ quan trọng ngoài những gì cô ấy đã có. Nhưng nếu Đảng Cộng hòa giành được một hoặc cả hai ghế, triển vọng về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden sẽ thay đổi đáng kể. Việc Thượng viện được kiểm soát bởi Đảng Cộng hòa và đặc biệt là Mitch McConnell sẽ cản trở tham vọng của ông ấy trong việc thực hiện chương trình nghị sự cấp tiến mà ông ấy đã vận động. Cho nên nó có thể có nghĩa là, nói chung, ít luật sẽ được thông qua và chắc chắn sẽ không cấp tiến như người mong muốn. Bang Georgia theo truyền thống là thành trì của Đảng Cộng hòa, nhưng điều đó đang thay đổi một phần do nỗ lực khuyến khích người dân đi bầu của nhà tổ chức Đảng Dân chủ Stacey Abrams. Georgia đã có tiềm năng trong nhiều năm. Chúng tôi đã đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Ossoff và Warnock đều đại diện cho nhân khẩu học đang thay đổi của bang, trẻ hơn và đa dạng hơn. Trong khi Loeffler và Perdue sẽ khuyến khích lực lượng trung thành của Tổng thống Trump đi bỏ phiếu. Vì những tác động mang tính quốc gia của cuộc đua ở Georgia, tôi nghĩ rằng cả hai phe đều sẽ xuất hiện, và ta đã thấy một lượng đầu tư và nỗ lực đáng kể. Bỏ phiếu sớm ở Georgia bắt đầu vào giữa tháng 12, trước ngày bầu cử quyết định vào ngày 5 tháng Giêng năm 2021. Kosi, Iti và Mina, vũ khí mới nhất của Phần Lan trong cuộc chiến chống lại virus corona. Những chú chó này đang được đưa vào tác nghiệp tại sân bay Vantaa ở Helsinki, sử dụng khứu giác vô song của chúng để phát hiện bất kỳ hành khách nào mang mầm bệnh. Kết quả ban đầu rất đáng khích lệ. Tỷ lệ phát hiện của chó gần giống với tỷ lệ phát hiện của các xét nghiệm PCR hoặc lấy dịch mũi. Chúng tôi đã thực hiện 16 đến 17 ngàn xét nghiệm PCR tại sân bay và chưa đến 1% của kết quả dương tính. Và nếu bạn so sánh tỷ lệ dưới 1% của những chú chó này với tỷ lệ dưới 1% của PCR thì chúng giống nhau. Tôi không nghĩ có sự khác biệt về mặt thống kê. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu cho biết những con chó chính xác hơn phát hiện những ca COVID dương tính mà xét nghiệm bỏ sót. Chó đã được dùng để phát hiện một bệnh khác. Giáo sư James Logan đã thực hiện một dự án sử dụng chó để phát hiện bệnh sốt rét khi virus corona bùng phát. Mũi của chó thật đáng kinh ngạc, xét về những gì nó có thể phát hiện. Ta đang nói về phần nghìn tỷ, giống như một thìa cà phê đường trong hai bể bơi Olympic,
đó là sự tương đương. Ông Logan bắt đầu xem liệu những con chó có thể phát hiện virus corona hay không. Không phải là bản thân virus mà là sự thay đổi trong cơ thể chúng ta tạo ra sự thay đổi về mùi mà những con chó có thể phát hiện. Các thử nghiệm đang được tiến hành nhằm sử dụng chó để phát hiện virus corona ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Phần Lan, Anh và Liban. Dự kiến sẽ sớm có kết quả cuối cùng từ nhiều thử nghiệm, và nếu thành công, nhiều cảnh khuyển khác có thể được triển khai trên khắp thế giới. Trong những môi trường nơi bạn phải tiếp cận nhiều người thật nhanh, những chú chó này có thể hữu ích, cho nên chúng tôi đang xem xét những nơi như sân bay cũng như các cửa khẩu khác, có thể là ga tàu, thậm chí là nơi làm việc, bệnh viện hay trường học. Vậy nên, người bạn tốt nhất của con người có thể sớm giúp chống lại một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt, xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Với những cáo trạng hôm nay, chúng ta đảo ngược chiến dịch săn cáo của Trung Quốc. Kẻ đi săn chuyển thành bị săn, kẻ đi truy lùng chuyển thành bị truy lùng. Các thành viên gia đình họ, kể cả ở Mỹ và ở Trung Quốc, đều bị đe dọa và uy hiếp. Và những người còn ở Trung Quốc thậm chí còn bị bắt để gây áp lực. Mối quan tâm của chúng tôi là các hành động tội phạm làm theo lệnh của chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.